Hoàng Long CMS kỷ niệm 5 năm hợp tác với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Vào ngày 12 tháng 4, Hoàng Long CMS đã có buổi gặp mặt phụ huynh và sinh viên tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa nhân dịp kỷ niệm 5 năm cùng hợp tác và phát triển. Buổi gặp mặt có sự tham dự của Thạc sĩ Trọng Minh Quyết, trưởng phòng công tác sinh viên, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, các đại biểu của Hiệp hội Bệnh viện Toàn Nhật Bản và Hiệp hội Y tế APS. Về phía Hoàng Long CMS có ông Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Trải qua quá trình hợp tác từ năm 2018 đến năm 2023, công ty Hoàng Long và Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã đồng hành cùng hàng trăm sinh viên tham gia chương trình cao đẳng điều dưỡng chuẩn đầu ra tài trợ 100% chi phí. Không chỉ vậy, phía công ty Hoàng Long và Hiệp hội Y tế Nhật Bản APS cũng cam kết đảm bảo việc làm đầu ra dành cho sinh viên ra trường được làm việc trong các bệnh viện, tập đoàn y tế tại Nhật Bản với mức lương khởi điểm lên tới 35 triệu đồng một tháng. Chương trình hợp tác của công ty Hoàng Long với Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa định hướng cho các em ngay sau khi các em rời ghế nhà trường từ thời phổ thông trung học, và kể từ khi đó thì các em cũng đã xác định được cái mục tiêu lựa chọn được ngành nghề, rồi thì nhà trường để các em đăng ký theo học hệ cao đẳng. Thế và chương trình được tài trợ toàn bộ tiền học bổng cho các em trong suốt quá trình các em học. Sau 5 năm hợp tác tính đến nay thì kết quả là chúng tôi đã đưa được trên 100 em đi làm việc ở Nhật Bản theo cái chương trình này. Cũng đáng tiếc đó là cũng mất hơn một năm dịch bệnh, chứ nếu không thì số lượng cũng sẽ nhiều hơn. Cho đến nay thì nhiều em làm việc tại Nhật Bản đã được gia hạn hợp đồng và vẫn đang tiếp tục làm việc. Có nhiều em đã đạt được cái chứng chỉ quốc gia về nghề điều dưỡng. Bước sang năm thứ 6 của hành trình hợp tác, Hoàng Long CMS không chỉ hướng tới việc phát triển mối quan hệ với nhà trường mà còn tri ân sự tin tưởng và đồng hành của các bậc phụ huynh và sinh viên trong suốt 5 năm qua. Cuối buổi lễ, công ty Hoàng Long và đối tác Nhật Bản đã trao quà cho phụ huynh, học sinh và chụp ảnh kỷ niệm kết thúc sự kiện đầy ý nghĩa và đáng nhớ này.